谁能肯定中老粉对客谋命满当真后来的共有学问越来跳两分交换证南无阿弥陀佛更新感恩quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sống đời sống phật ạ. Và câu hỏi kế tiếp con muốn hỏi thầy là mục đích niệm Phật để làm gì? Với Đạo Phật thầy cảm ơn giới sư thầy Ông Huy rất là nhiều. Thưa quý vị đó, mục đích của cái sự niệm Phật là để cầu được vãng sanh. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới giải đầy khổ đau, lo âu, sợ hãi, phiền não, đủ thứ hết. Mình cứ thử nghĩ xem, từ cái lúc mà chúng ta vừa chào đời cho đến cái lúc mà chúng ta lìa đời, ít khi nào mà chúng ta thật sự an lạc, hạnh phúc trọn vẹn. Lúc còn nhỏ đi học phải lo lắng, phải làm homework, thi sợ bị điểm thấp. Chẳng hạn như là cháu Jesse Thảo Vy Nguyễn đó, trước khi mà trở thành ca sĩ là phải trải qua nhiều cái cuộc thi. Vừa rồi tâm ca Đạo Hiếu thì cháu trở thành ca sĩ bởi vì lọt vào trong cái top 3. Nhiều người hát cũng hay, lớn tuổi vậy mà cháu cũng thắng được. Nhưng mà cũng hồi hộp lắm, nhiều khi sợ quên cái ca từ, quên lời phải không? Yeah. Thật giả là hát cái trật nhịp, phải không? Yeah. Giả là quá cao, quá thấp, vân vân, không có hit được cái nốt nữa. Thì nhiều khi là những cái vị giám khảo họ sẽ trừ điểm hoặc giả đánh rớt. Cũng lo chứ, phải không? Con thi yeah. con có lo không? Dạ, yeah, lo. Rồi khi mà làm ca sĩ rồi thì cũng tiếp tục lo, phải tập dượt, phải hát những cái bài mới thế này yeah. kia, rồi phải thu CD, phải không? Yeah. Cái nào cũng lo, rồi bên cạnh đó là con phải đi học, làm sao phải get A, làm sao phải học cho giỏi, chứ không có bị đam mê âm nhạc mà bỏ quên cái việc học hành, phải yeah. không? Cũng lo lắng đủ hết. Nói chung là cuộc trẻ thì lo theo cái tuổi trẻ, phải không? Yeah. Nhưng mà lớn rồi, ra trường rồi thì phải lo thử, ôi bây giờ mình ra trường không có công ăn việc làm hay không, công ăn việc làm có tốt hay không, rồi mình làm có bị người ta lay off hay không, đại khái vậy đó. Rồi nếu mà mình là owner của một cái business phải không, rồi cũng lo không biết có khách hàng hay không, làm ăn có thành công hay không, lo đủ hết rồi, chưa nói là lo cho con. Người lớn thì phải lo cho đất nước, lo cho xã hội, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho cha, lo cho mẹ, đủ hết. Nói chung là dù là một cái vị tổng thống đi nữa còn lo nhiều hơn nữa, bởi vì cái trách nhiệm càng nhiều thì cái sự lo lắng nó càng gấp đôi, gấp ba. Cho nên chính vì cái sự lo lắng, cái sự khổ đau, cái sự phiền muộn ở một cái thế giới mà con người bị chi phối bởi cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, mà chúng ta phải nhất tâm niệm Phật để cầu được vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Cảnh giới cực lạc có thể gọi là cảnh giới vĩnh hằng, bởi vì đó là một cái cảnh giới mà nó không còn bị sự chi phối của vô thường. Đó là một cái cảnh giới mà nó không còn có cái sự đau khổ, cái ý niệm, cái danh xưng về khổ đau cũng không có nữa, chứ đừng nói là cái thực trạng của khổ đau. Đó là một cái thế giới mà Đức Phật A Di Đà đã kiến lập. Cho nên vì muốn cầu được vãng sanh về cảnh giới cực lạc nên chúng ta phát tâm niệm Phật. Mục đích của cái sự niệm Phật là để được vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Mà chúng ta phải hiểu rằng là không phải là đợi sau khi chúng ta chết
là chúng ta mới hưởng được cái công đức, cái phước báo thù thắng ngay trong lúc mà chúng ta còn sống, nhờ cái công đức niệm Phật mà đầu óc của chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, tâm hồn của chúng ta thoải mái, an lạc, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có căng thẳng. Cho nên mục đích của sự niệm Phật là để chấm dứt cái sự khổ đau phiền não ngay trong đời sống này và nhiều đời sống kế tiếp. Dạ, cái mục đích rất là quan trọng. Con nghe thầy trình bày như vậy là con thấy sao? Thấy dễ hiểu không? Dạ, con rất là thích những cái bài giảng đó vì nó rất là có nhiều cách để con học. Tức là nhờ vậy mà con cũng có thể là tiếp thu, con có thể thâm nhập được những cái điều mà Đức Phật đã dạy, mà nếu mà con không nghe thì con không có hiểu được, phải không? Dạ. Bây giờ con có cái câu hỏi gì khác không? Hay và là... một câu hỏi nữa con muốn hỏi thầy là nếu những người muốn niệm Phật trước hết phải làm sao để kết quả của sự niệm Phật được tốt đẹp? Rồi, đây, cảm ơn con. Thì theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca đó, trong cái pháp môn tịnh độ đó, thì cái người mà muốn niệm Phật có được cái kết quả đó là phải trước hết có một cái đức tin. Đức tin rất là vững chắc. Mình tin vào cái phương pháp niệm Phật do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Rồi mình tin vào cái cảnh giới cực lạc do Đức Phật A Di Đà kiến lập. Mình cũng tin vào chính mình có cái khả năng được vãng sanh nhờ vào cái sự quyết tâm niệm Phật của mình. Chứ nếu mà mình niệm Phật mà mình không tin á, mình thiếu tự tin nữa. Bây giờ con là Jesse đây mà con niệm Phật mà không biết là con có được vãng sanh hay không, đại khái vậy. Thì mình thiếu cái sự tự tin, mình nói ô khó quá chắc không thực hành được, cho nên rồi hoặc giả là nói không phải khó mà bây giờ con đương bận học, mà con bận đi ca hát, bây giờ con là ca sĩ rồi, con nổi tiếng, con đi ca chỗ này kia, có thì giờ ở đâu niệm Phật, đại khái vậy đó. Rồi không có quyết tâm, cho nên phải tin tưởng là mình có thể niệm Phật, mình có thể chia cái thì giờ ở trong ngày ra để có được cái giờ giấc niệm Phật. Nếu mà tin tưởng rồi theo đuổi thì chắc chắn là không có cái gì mà không có thực hiện được. Chẳng hạn như giờ con đi thi, con phải tin tưởng là con phải đậu, bởi vì con có một cái tiếng hát rất là hay, thì chắc chắn là con phải đậu, đại khái vậy. Thành con luyện tập, con cố gắng thì thế nào con cũng đậu được, phải không? Thành thử ra trước hết là phải tin, tức là tính. Thứ hai là hành, tức là mình tin không chưa đủ mà mình phải thực hành. Ví dụ bây giờ mình tin cái pháp môn này á, nó có cái khả năng giúp cho mình được vãng sanh, giúp cho mình chấm dứt những cái khổ đau, những cái sầu muộn vân vân. Nhưng mà mình không thực hành thì nó có giúp cho được không? Không giúp được, phải không? Giống như bây giờ con tin cái bát cơm này nó sẽ giúp cho con hết cái sự đói bụng, phải không? Không còn đói bụng nữa. Con tin, bởi vì trên thực tế ai cũng chứng minh cái việc này rất là rõ ràng. Người nào mà đói thì ăn cái bát cơm vào thì nó sẽ no, hết đói, phải không? Con tin, nhưng mà nếu mà con không ăn thì con có hết đói không? Dạ không. Đó, cho nên mình phải ăn, phải không? Ăn tức là thực hành. Đó, tin rồi thì phải thực hành. Đó. Rồi thực hành không thôi, cũng chưa đủ mà phải nguyện. Phát nguyện, con tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, tức là tịnh độ. Con quyết tâm thực hành cái pháp môn này và con nguyện là con được vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Đó, cho nên ba cái yếu tố rất là quan yếu đó là tín, hành và nguyện, là ba cái điều rất là quan trọng đối với một cái hành giả nào đó muốn thực hành cái pháp môn niệm Phật này. Thì con có câu hỏi gì khác hay là con muốn chia sẻ gì thì thầy mời con. Dạ,
Con cảm ơn thầy đã mời con lên chương trình để nói chuyện với thầy. Thầy cảm ơn con. Con rất là giỏi. Đây là lần đầu tiên con lên đài nói chuyện với thầy trong một cái chương trình Sống Đời Sống Phật, nhưng mà con rất là giỏi, con có thể share in share out đồ được, mà trước đó thì hai thầy trò chưa có thảo luận gì hết. Rồi em có bị gấp, con bận học rồi thầy cũng bận những cái Phật sự đó. Nhưng mà thầy tin tưởng là những cái chương trình kỳ sau thầy trò của chúng ta sẽ có những cái câu hỏi hay hơn. Con đặt những cái câu hỏi như vậy là rất là hay, rất là thực tế. Câu hỏi này có rất nhiều người muốn biết, bởi vì họ muốn niệm Phật mà họ không biết niệm như thế nào, phải không? Thật giả là niệm thì phải có những cái yếu tố cần thiết như thế nào. Có nhiều người muốn niệm Phật mà không có hiểu được. Hôm nay con đặt những cái câu hỏi như thế này rất là quan trọng, giúp cho rất là nhiều người. Thầy cảm ơn con rất là nhiều. Bây giờ thì đã hết giờ, phải không ạ? Chúng tôi, con có muốn nói gì không? Dạ, con xin cảm ơn quý khán thính giả đã luôn luôn ủng hộ chương trình Sống Đời Sống Phật ạ. Và con cảm ơn Hòa Thượng Thích Viên Lý. Dạ, à, Phật, thầy cảm ơn con. Dạ, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Chúc cho con luôn luôn học giỏi, lúc nào cũng tin tưởng ở nơi Phật Pháp. Dạ, cảm ơn thầy. Phật, thầy cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.